Tối 28 tháng 7 năm 2019, lực lượng thuộc Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an huyện Đồng Phú phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên xảy ra tại một cơ sở làm sắt trên đường DT741, đoạn qua ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú. Bước đầu nạn nhân được xác định là Lê Văn Nam, 19 tuổi, ở xã Thuận Phú. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ cùng ngày, anh trai của Nam tới cơ sở làm sắt trên đường DT741, nơi Nam làm việc. Khi vào trong, anh trai của Nam hoảng hốt phát hiện em trai mình nằm ngửa bất tỉnh trên giường. Phía trên đầu có vết máu vẫn đang chảy ra. Người anh trai chạy ra ngoài gọi người dân, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo một số người thân của nạn nhân, khoảng 2 ngày trước, nam có nói sẽ đi kiếm việc làm khác. Ngày 28 tháng 7, thanh niên này có ăn nhậu với một số người bạn. Vài tiếng sau cuộc nhậu, nạn nhân được phát hiện đã chết với nhiều vết thương ở đầu. Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.